Ok, và xin chào tất cả những người ngồi trở lại với channel của mình. Thì hôm nay đang ngồi lướt Facebook thì mình thấy một cái bài họ đăng về đội hình những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất mùa hè năm nay. Thì đấy cũng là một cái lý do mình làm clip ngày hôm nay, một cái ý tưởng nó khá là hay. Đó là mình sẽ trải nghiệm cái đội hình này trong eFootball 23. Và những cái tên này là những cái tên nào? Thủ môn chúng ta có ba Zulu của Southampton. Những cái tên ở bốn hàng tiền vệ đó là nhập, bốn hàng hậu vệ nhập. Hàng hậu vệ có bốn người gồm Cucurella ở vị trí LB, Matic Delict và Fofana đá trung vệ, Jules Koundé đá vị trí RB và những cái tên bên trên anh em quá quen thuộc rồi: Raheem Sterling, Tchouaméni, Casemiro, Anthony 100 cụ, Alexander Isaac và Darwin Núñez. Giá của các cầu thủ này thì mình sẽ để cho anh em tham khảo dưới này nhá. Đây là giá mà thị trường chuyển nhượng họ đã đưa ra. Họ đã tổng hợp lại đây, cao nhất vẫn là Anthony với giá 95 triệu euro. Thấp thứ hai đó là Fofana của Chelsea 80 triệu euro. Và thứ ba chúng ta có Tchouaméni của Real Madrid. Ở đây có hai cái tên của Man United, có ba cái tên của Chelsea và có một cái tên của Liverpool. Những cái tên còn lại đó là Jules Koundé của Barcelona và thủ môn đó là Bazunu 14 triệu euro. 14 thủ môn này thì cũng còn khá là trẻ và bắt khá là cháy ở trận đấu với MU nhưng mà vẫn vẫn bị thua 1-0 anh em ạ. Và hàng công chúng ta có Alexander Isaac. Ok, bây giờ mình sẽ vào thực chiến để test thử đội hình này anh em nhé. Chắc chắn là nhiều anh em sẽ thắc mắc tại sao Isaac về Newcastle lại có giá đắt như vậy, 70 triệu euro, cao nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Thì khi mà Newcastle hỏi mua Isaac đó là những cái thời gian mà khá là gấp rút của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Nó rơi vào những thời gian cuối cùng rồi, thành ra là giá bị đội lên rất là nhiều. Nó giống như trường hợp của Anthony về MU vậy. Mặc dù là giá thị trường của Anthony chỉ có giá là 35 đến 40 triệu euro thôi, nhưng mà việc MU đã băn khoăn quá nhiều trong thương vụ của Frankie De Jong rất nguy hiểm. Thành ra là việc kéo dài thương vị De Jong đến nỗi mà khi mà hỏi mua Anthony thì nó đã là thời gian cuối cùng rồi. Và rõ ràng Isaac có lý do để họ đẩy giá lên tới giá 100 triệu euro. Huấn luyện viên hiện tại của Isaac phát biểu là tại vì sao lại tiền bạc lại như vậy, tôi không muốn Anthony ra đi nhưng mà rõ ràng câu lạc bộ cần tiền đấy. Tức là ông ấy bảo là tôi thì không cần tiền nhưng mà tại sao cứ phải là tiền thì mới nhả người. Ý của ông ấy là tôi không muốn việc mua bán cầu thủ liên quan đến có nhiều tiền đấy, ý ông là phải 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 có tình cảm thì mới đến. Ý ông là vậy cơ. Ai ngờ là ông nhận 100 củ, câu lạc bộ nhận 100 củ vẫn nhả người như bình thường. Nhưng mà rõ ràng là Isaac có lý do để họ kiếm lời chứ. Họ thừa biết Erik ten Hag mà đúng không? Rất nguy hiểm, người cản phá là Fofana, trung vệ trị giá 80 triệu của Chelsea. Rõ ràng Chelsea mùa này đang chi rất đậm. Chúng ta có Fofana, chúng ta có Raheem Sterling, chúng ta có Cucurella. Tổng 3 thương vụ này thì nó rơi vào tầm gần 200 triệu, 190 triệu đây anh em ạ. Ngoài ra thì Chelsea mua cả Aubameyang, nói chung là mua rất nhiều, Zakaria. Nhưng mà hiện tại thì phong độ của Chelsea khá là mập mờ khi mà chủ tịch Abramovich đã ra đi. Ui giời ơi, Casemiro, trong game thì Casemiro chỉ số rất xa, không tốt lắm. Rõ ràng với một cái sơ đồ này thì mình đánh giá cao các vị trí như là Isaac này, Darwin Núñez này, trong game thì những cái tên này đá khá là hay, Casemiro nữa. Ngoài ra những cái tên kiểu Anthony thì nó vẫn là một dấu hỏi trong game, rất nguy hiểm. Tạt đến đầu thế mà không đánh đầu được, sợ thật. Chịu ông nào vừa đánh đầu đấy. Casemiro, Anthony đang di chuyển. Anthony một chặng củ. 100 củ và bàn thắng bắt đầu xuất hiện. Trời ơi, ngọt 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 ngọt. Khi mà mình đang nói đến vấn đề đó, Anthony trong game không hay lắm. Nhưng mà lâu lâu cũng phải chớp được tình huống chứ. Chả nhẽ là ngàn trận nào không hay thì có mà chết. Tuyệt vời. Và hình như đấy là pha phối hợp của Anthony và Casemiro. Chúng ta cùng xem lại. Tốt luôn, trời ơi. Không hiểu sao Anthony chạy quả trí thế nhỉ. Đội bạn thì đang có dấu hiệu bơm bóng sang cánh cho Beckham rồi. Nhưng mà không sao, hàng thủ chúng ta có Matthew Delict, một cái tên mà trước đây khi mà mới nổi đã có rất nhiều tin đồn Matthew Delict về với Manu, nhưng cuối cùng anh chọn Juventus.
và bây giờ là Bayern. Rõ ràng là Der Ligt khá là khôn ngoan trong việc chọn câu lạc bộ. Nếu mà về MU thì đợt đấy Khéo giờ bị bán hoặc thanh lý rồi. MU cái đợt mà Der Ligt hỏi mua Der Ligt ấy, nó khủng hoảng vãi cả trường. Bây giờ Erik ten Hag về thì đang dây dựng thì mình nghĩ là mùa sau sẽ khởi sắc hơn. Cố nhất là mùa này khởi sắc hơn thì mùa sau sẽ nhiều tân binh về hơn. Ui, Cucurella trong game đá ok phết anh em ạ. Thủ nhiều hơn là công nhưng mà cũng khá là ok. Trời ơi, đỡ bước 1 kìa, sao đỡ bước 1 nảy thế à, Darwin Nunez. Trời ạ. Anthony, quánh đâu. Alexander Isaac. 2-0. Thì tân binh của Newcastle khá là chất lượng. Isaac, anh em chơi game nhiều sẽ biết cái tên này nó nguy hiểm đến như thế nào. 2-0 rồi, tốt, trận này ok. Ồ, được bạn ao anh. Thôi, nói chung hôm nay mình khá là bận và clip mình xin phép dừng tại đây nhá. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp. Clip này thì mình mang tính trải nghiệm đội hình đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng mùa hè thôi. Nói chung là cũng khá là ổn, nhiều vị trí khá là ok. Thôi, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye.